Xin mời quý khách chúng ta cùng thưởng thức vũ điệu Pokemon. Shuffling. Rồi, xin chân thành cảm ơn các vị Pikachu vâng, với vũ điệu Pokemon rất là linh động. Xin mời chúng ta hãy vào trong. Kính thưa quý khách, vừa rồi chúng ta cùng thưởng thức một cái tiết mục vũ điệu Pokemon rất là dễ thương và vui vẻ. Chính cái âm nhạc sẽ mang đến cái niềm vui vẻ cho tất cả chúng ta. Và kính thưa quý vị, tiếp nối hệ thống các showroom trải dài từ miền Bắc đến miền Nam, Viettel Music tiếp tục mang đến cho cộng đồng người yêu thích nhạc cụ một địa chỉ mới tại thành phố Hồ Chí Minh, để cho các khách hàng, cho những người yêu thích nhạc cụ có thêm nhiều sự lựa chọn. Chính vì thế showroom Việt Thương 369 Điện Biên Phủ được hình thành. Đây cũng là một showroom lớn nhất trong hệ thống và cũng là lớn nhất tại Việt Nam hiện nay với diện tích gần 2.000 m². Ngày hôm nay, xin đại diện cho công ty Việt Thương Music, tôi xin gửi lời
cảm ơn chân thành đến các vị quan khách, các đối tác của công ty Việt Thương đã tề tựu về đây để tham dự lễ khai trương, đánh dấu thêm một bước ngoặt mới trong quá trình phát triển của công ty Việt Thương. Và bây giờ chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện các vị khách mời có mặt trong ngày buổi lễ hôm nay. Xin được giới thiệu ông Nguyễn Thái là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Việt Thương Music. Xin được giới thiệu ông Phan Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Thương Music. Xin được giới thiệu ông Phạm Kim là Tổng Quản trị Giáo dục LCM tại Việt Nam. Xin được giới thiệu ông Nguyễn Quang Trung, Giám đốc chi nhánh Việt Thương Music 369. Và đặc biệt hôm nay xin được giới thiệu ông Yamamoto, quản lý marketing bán hàng công ty Kawai. Chúng tôi xin được giới thiệu ông Shige, đại diện thương hiệu Roland Nhật Bản. Vâng. Và chúng ta hãy cho một tràng pháo tay với tất cả vị quý đại lý, các doanh nghiệp, các cơ quan thông tin báo chí, truyền hình, cùng với sự có mặt của các đại sứ thương hiệu, các nhãn hàng công ty Việt Thương. Và bây giờ chúng ta hãy qua một cái nghi thức rất đặc biệt, đó chính là cắt băng khánh thành cho khai trương showroom 369. Xin mời đoàn nghi thức chúng ta. Và với bốn vị quan khách rất đặc biệt này, chúng ta xin bốn vị quan khách, chúng ta hãy bắt đầu cắt băng khánh thành cho showroom 369. Vâng, 1, 2, 3. Và xin cho một tràng pháo tay rất đặc biệt. Vâng, xin chào. Và nghi thức cắt băng khánh thành sẽ bắt đầu chuyển qua một phần. Chúng xin mời tất cả con khách, chúng ta hãy vào trong showroom để chúng ta tham quan showroom của chúng ta. Bắt đầu vào khuôn viên của showroom 369, chúng ta sẽ thấy một sự hoàn tráng của các cái nhạc cụ rất thân thương của các hãng nhãn hàng. Bên tay phải của showroom chúng ta thấy là các cái phụ kiện rất là thân quen, gần gũi với các khách hàng. Đó chính là các hệ thống, các cái nhãn hàng của Daddario, Alexis và Menno. Ở ngay cái khu vực chính của showroom chúng ta thấy có một sự rất trang trọng và thân thiện đối với các nhạc cụ của guitar nổi tiếng Takamai, Fender và Taylor. Showroom 369 muốn gửi đến cho tất cả các quan khách cũng như khách hàng chính là sự đa dạng của các cái nhãn hàng cũng như là của các cái cấp độ về giá tiền để khách hàng có thể chọn lựa. Và bây giờ chúng tôi xin kính mời quý vị hãy bước vào trong cái khu vực rất trang trọng đây, chính là hệ thống của piano. Kawai là một thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản đã đến với thị trường Việt Nam và đã hiện diện tại thị trường Việt Nam ở mọi cái ngõ ngách cũng như là mọi cái thành phố lớn tại Việt Nam chúng ta. Và show bên trong này chính là một sản phẩm nữa ở đỉnh cao của dòng piano, đó chính là hệ thống của Steinway & Son. Chúng ta sẽ thấy những cái dòng của Boston Access cũng như là Steinway. Anh Nguyễn Văn Trung đang là muốn tạo một sự rất đặc biệt cho quý vị. Xin các bạn hãy đến, chịu khó bước lên đây. Chúng ta hãy nhìn. Lần đầu tiên, anh Nguyễn Văn Trung sẽ bước bóc. Đây, chính là cây Shigaru Kawai với giá trị trên 4 tỷ. Với một cái hệ thống khách hàng mà chúng ta thấy hiện nay nhu cầu trang bị với sản phẩm Shigaru này của Kawai, chúng ta đang nhìn thấy một thông điệp mà Kawai đang muốn chuyển đến cho tất cả khách hàng cũng như là những nghệ sĩ đẳng cấp trên thế giới về sản phẩm của Kawai rất đặc biệt.
để bắt đầu cái chương trình cho cái buổi lễ khai trương showroom 369 này. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Thái là Tổng Giám đốc Việt Thương Music sẽ có đôi lời phát biểu với tất cả quý vị. Xin thay mặt cho Việt Thương Music hân hoan chào mừng tất cả quý vị là những thầy cô, những đại lý, những phụ huynh học sinh, đặc biệt là quý vị khách quý nước ngoài của công ty Roland, ông Mr. Yamamoto, Mr. Kitamura, Mr. Nori, and từ Roland có ông Shiji. Xin chào mừng tất cả quý vị. Hôm nay tôi muốn, tôi rất hân hạnh được chia sẻ với toàn thể quý vị những cái cảm nghiệm của tôi trong lúc này. Cái cảm nghiệm đầu tiên là chúng tôi rất là vui. Vui vì có một cái showroom lớn, có thể nói là vào bậc nhất ở Việt Nam, ở thành phố Hồ Chí Minh này. Today, I would like to, I'm glad to share my thought for this new showroom. We are happy to have the new showroom as one of the biggest of our system, of our Việt Thương system, and of the Việt, also Vietnam. Đây là sự cố gắng không ngừng của chúng tôi. This is our endless effort. Khởi đầu là một cái showroom nhỏ, một cái căn nhà. Quý vị có thể thoáng qua thể phía trước năm 1998. From the beginning in 1998, it's only a very small house. Và chúng tôi đã làm việc và tích lũy. Công ty Việt Thương đã cố gắng hết sức sau 18 năm. Chúng tôi đã hoàn thành được cái phía sau này với cái diện tích như mà MC đã giới thiệu là khoảng gần 2.000 mét vuông cho một cái showroom với trên 50 cái nhãn hiệu trên thế giới. Chúng tôi dự trù khoảng 1.500 các cái gọi là mã khác nhau, các cái model khác nhau. So for in 18 years we develop it to this big showroom now with the 2,000 meter square and more than 50 brand, famous brand in the world with more than 1,500 item products. Đấy là cái niềm vui của chúng tôi, không phải chỉ tôi và toàn thể công ty Việt Thương, tất cả các anh em quản lý cũng như là nhân viên trong những cái ngày này. So it's not only our choice, but for every partner and employee from Việt Thương Music to have the new showroom now. Và cái cảm nghiệm thứ hai của tôi trong lúc này là cái lòng biết ơn. Our second thought is the gratitude. Chúng tôi biết ơn tới các thầy cô, biết ơn tất cả những người trong công ty đã cùng nhau để làm việc, để có cái ngày hôm nay. Và chúng tôi biết ơn đặc biệt tới khách hàng, tới học sinh, tới những người mà đã sử dụng các cái sản phẩm của chúng tôi. We want to show our gratitude to the teacher, our partner, with support a lot to have today. We also want to show the gratitude to our customer, our student, who always spend effort to support. Chúng tôi biết ơn các cái nhà sản xuất, Roland đã cung cấp những cái nhạc cụ cho chúng tôi cũng gần 10 năm nay. Rồi nhà sản xuất Kawai
cũng cùng với chúng tôi trong khoảng 20 năm nay. Và rồi tiếp theo những ngày nữa mà không đến được đúng cái ngày hôm nay, có nhà sản xuất Casio, rồi Fender, rồi Takam, Taylor, vân vân cũng sẽ tiếp nối. Chúng tôi chân thành cảm ơn tất cả quý vị. We want to show the gratitude to our supplier, our partner with Form International, for Roland who provide our product for more than 10 years, and Kawai for more than 20 years, also Casio and Fender and Taylor and Takamine and so on. Và cái cảm nghiệm thứ ba của chúng tôi trong lúc này là cái trách nhiệm. My third is the responsibility. Chúng tôi không chỉ là làm việc cho bản thân mình, cho gia đình, cho công ty, cho từng nhân viên trong Việt Thương. We work not only for myself, for our family, for each employee, but chúng tôi muốn là mang lại cho khách hàng nhiều cái sự lựa chọn, cũng như là mở ra một cái con đường mới cho các em học âm nhạc, để có thể rồi mai đây có một ngày nào đó góp phần vào cái sự phát triển âm nhạc của nước nhà cũng như là của thế giới, và mang lại nhiều cái lợi nhuận cho đất nước. We want to bring more choice, a new way to for music lover, as well as a new method for our students, so in the future they can grow up and can contribute back to our country and contribute to overseas to international. Với cái sứ mệnh đấy, chúng tôi rất mong muốn tất cả các thành phần chúng ta cùng nhau cùng một cái trách nhiệm, để có thể chúng ta đóng góp được một cái gì nhỏ bé cho xã hội. With that mission, we would like to welcome you all and with us to contribute to the society. Chúng tôi xin hết lòng cảm ơn. Thank you. Và bây giờ là một bữa tiệc âm nhạc cũng gọn nhẹ mà chúng tôi cũng muốn gửi đến các bạn. Đầu tiên xin được giới thiệu anh Nguyễn Hoàng Phương.
Xin cảm ơn anh Nguyễn Thành Phương. Và bây giờ chúng ta đến với một cái tiết mục rất đặc biệt, đó chính là của anh Đăng Quang và Thành Lộc. Đó chính là hai cái đại sứ thương hiệu của Casio sẽ biểu diễn trên nhạc cụ GB500. Xin mời. Ca khúc tiếp theo sẽ là ca khúc mang tên Mùa Yêu Đầu ạ. Ngày đầu tiên đôi ta có nhau.
cho em một dòng yêu thương thật nồng nàn. Và giờ anh chợt nhớ phút nói thương yêu đầu, nhớ môi em chứ còn đầu tiên. Mùa yêu đầu tiên. Oh. Và giờ anh lại thấy vẫn đây, vẫn những khi gần nhau, những cái ôm thật chặt từ phía sau. Và anh yêu biết bao vòng tay nồng ấm mỗi khi hẹn hò, để hát cho em ngàn lời yêu và yêu và yêu em mãi mãi, yêu và yêu và yêu xa lâu dài, và yêu mình em chỉ mình em thôi đã, chẳng phải là một ai khác. Bên một yêu đầu tiên. Có lúc anh vẫn thường nhớ về vòng đi đầu tiên nơi ta có nhau. Mỗi sáng anh bắt đầu một thói quen, cứ cho em từng dòng yêu thương thật nồng nàn. Và giờ anh chợt thấy phút nói tiếng yêu đầu, nhớ môi em chiếc hôn đầu tiên. Chiếc hôn đầu tiên. Mùa yêu đầu tiên. Mùa yêu đầu tiên. Và giờ anh lại thấy vẫn nay vẫn yêu khi gần nhau, và anh yêu biết bao vòng tay đau mắt mỗi khi em hò, để hát cho em ngàn lời yêu và yêu và yêu em mãi mãi, yêu và yêu và yêu sẽ lâu dài, và yêu mình em chỉ mình em thôi, chẳng phải là một ai khác. Yêu và đi cùng ai đang suốt kiếp, không rời xa đến trong đời, một đóa hương yêu ngọt ngào cho em gần lại bên ai. Oh, oh. Và một yêu đầu tiên. Nếu mấy kia mà người
người ơi đi về nơi đã xa vời, nếu xa xôi đành đưa riêng nơi ta về hai phương trời. Có anh chẳng cần người yêu, anh mong rằng tim mình không xa hi, để ngày đêm anh với anh mong một ngày không cách xa. Ngân được gửi lời chào thân ái và một lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người đang có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay. Và sau đây là một ca khúc mashup Chúng ta không thuộc về nhau và We Don't Talk Anymore. Xin mời mọi người cùng lắng nghe ạ. We don't talk anymore. Oh, we don't talk anymore. I wish I would have known that wasn't me. Cause even after all this time I still wonder why I can't move on just the way you did so easily. Don't wanna know what coverage you ran tonight. Is it holding on to you so tight the way I did before? I overdosed, shouldn't know your lowest again. Now I can't get you out my brain. Such a sin. Chúng ta không thuộc về nhau. Chúng ta không thuộc về nhau. Chúng ta không thuộc về nhau. Anh cứ bước đi bên người mà anh cần. Trái tim không thuộc về nhau. Giấc mơ không lạc của nhau. Sao không cơn bão chiều mưa em đã xóa đi yêu thương ngày xưa rồi. We'll be right back.
body, but know how she loves you like me. There must be a good reason that you're gone. Every now and then I think you might want me to come show that you're done, but I'm just too afraid that I'll be wrong. Don't wanna know if you're looking into her eyes, is she holding on to you so tight the way I did before? I overdosed, shouldn't know your love was a scam. Now I can't get you out my brain. Oh, it's such a sin. Chúng ta không thuộc về nhau, chúng ta không thuộc về nhau, chúng ta không thuộc về nhau. Anh cứ bước đi bên người mà anh cần, trái tim không thuộc về nhau, giấc mơ không là của nhau. Sắc không cao bằng chiều mưa, em lỡ xóa đi ưu tư ngày xưa rồi. Oh, hey, hey. We don't talk anymore like we used to do. We don't love anymore, what was all of it for? We don't talk anymore like we used to do. Don't wanna know what how fresh you went tonight. Is it holding on to you so tight the way I did before? I overdosed, shouldn't know your love was a scam. Now I can't get you out my brain. Oh, it's such a scam. Chúng ta không thuộc về nhau, chúng ta không thuộc về nhau. Em cứ bước đi bên như mà anh cần, trái tim không thuộc về nhau, giấc mơ không là của nhau. Sắc không cơ bao chuyện mưa, em lỡ xóa đi ưu thư ngày xưa. Don't wanna know what how fresh you went tonight. Is it holding on to you so tight the way I did before? I overdosed, shouldn't know your love's a scam. Now I can't get you out my brain. Oh, it's such a shame. We don't talk anymore. Xin cảm ơn cô Minh Ngân rất nhiều, là đại sứ thương hiệu của dòng trống Verum. Và chắc chắn với cái hình ảnh này thì đang là một hình ảnh rất hot cho các thế hệ trẻ cũng như là ngay cả các doanh nghiệp nữa. Nếu một ngày nào đó các bạn mệt mỏi, hãy đến với bộ trống này. Chúng ta có thể trải lòng ra để mà chúng ta cảm thụ được âm nhạc một cách rất tích cực. Và bây giờ xin được giới thiệu ban nhạc Việt Thương. Đây là những anh em của nhân viên Việt Thương, vừa kinh doanh nhưng đồng thời cũng vừa dạy, có được cái nơi để mà thưởng thức âm nhạc và đồng thời cũng mang cái đam mê âm nhạc đến mọi người. Xin mời anh em. Và có hai bài Cocaine và Proud Mary. We are Việt Thương Band and it's a pleasure to be here. And now we're gonna play a very famous song of CCR. It's called Proud Mary.
Trình khai trương showroom Điện Biên Phủ đến đây được khép lại. Rất mong những hình ảnh mà quý vị đã ghi nhận từ sáng đến bây giờ sẽ đọng mãi trong tâm trí các bạn, để chúng tôi luôn luôn là một hình ảnh đáng tin cậy, được yêu thương nơi tấm lòng các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình của khai trương này. Các bạn thấy trên thiệp sẽ có rất nhiều tiết mục và chương trình đang đón chờ, và hy vọng chúng tôi sẽ được đón tiếp quý vị một ngày gần đây nhất trong các cái công việc làm của chúng ta. Một lần nữa xin thay mặt Ban Tổng giám đốc xin chân thành cảm ơn và chúc các quý vị sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Xin cảm ơn.